Xin mến chào các cô chú bác, các anh chị em và các bạn thân mến. Lời đầu tiên, Ánh Nguyệt xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú bác, các anh chị em và các bạn nha. Xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe và được an lành trong cuộc sống nha các bạn. Ngày hôm nay đó, ở một thư giãn cuối tuần, Ánh Nguyệt xin mời các bạn cùng lắng nghe nhạc phẩm Đêm Thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong qua tiếng đàn Kim Nguyệt. Thank you.
Thank you.